Rồi, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với DS Channel. Thì hôm nay Lộc xin review cho các bạn xem một cái dàn loa Android. Cái thương hiệu là Motivity, công nghệ của Ý. Dàn loa này rất là đỉnh cao của là phân khúc Live Android nha các bạn ha. Thì các bạn xem mình thiết kế cái cấu hình máy này cực kỳ đơn giản. Cũng là cái mixer Dicot. Micro mình sử dụng là mixer Sennheiser. Đây các bạn ha, Sennheiser mà cái này mình đã review khá là nhiều. Ngày mai mình sẽ làm một cái cận cảnh cái mixer Sennheiser này. Rồi thì cái thông số của các cái loa như sau thì mà anh Thành xoay sau lưng đi ha. Rồi là các bạn thấy dòng Motivity, cái hiện mình đang xài là LA910. Thì hiện giờ là cái loại loa này là nó đánh 3 quay, nó không thể nào đánh 2 quay các bạn nha. Thì các bạn thấy cụm dây của mình rất là đặc biệt nè. Khi cụm dây mà mình vô thì các bạn có thấy cái 4 loại không? 1 cộng 1 trừ và 2 cộng 2 trừ. Đó, nó đặc biệt ha, quýnh 3 quay chứ không phải là chưa 2 quay như bình thường nha các bạn. Rồi, thì âm thanh nó rất là tuyệt vời. Cái hay của nó là bass mình chỉnh riêng 3 quay, full bass mình chỉnh riêng. Và cái này là một cái Midlo Motivity luôn. Số hiệu là LA918. Thì cho công suất là 1600W. Thì ở đây cái ngưỡng RAM và power của nó có thể chơi được cả cái mức là liên tục đánh áp suất có thể là 1600W, cường độ rất là mạnh. Thì khi mà dàn loa quay mình sử dụng cái Midlo này thì giữ dụng cho tiếng trung trầm nó ấm hơn và nó nổi được cái tiếng trung trầm ra, nó không có bị mất đi và tiếng hát mình rất là nhẹ. Rồi một cái sub đôi của Lộc chơi ở đây là một cái sub đôi của hiệu VHA và cái hãng số của nó là KS28. Sub đôi này là sub của hãng VHA. Rồi cái dòng Motivity này đặc biệt, tất cả các loa đều là từ neo hết các bạn ha. Rồi công nghệ của Ý, đây là phân khúc loa đỉnh cao trong dàn loa Live Android mà công ty DS89 đã phân phối và nhập khẩu. Chỉ riêng DS89 mới có dòng loa này các bạn ha. Và nó là một số loại, số lượng nó là giới hạn, không phải là sản xuất đại trà. Rất là đẹp, giá thành phải chăng và cho ra âm thanh cực kỳ hiệu quả. Đó là một cái dòng sản phẩm của công ty DX89 đang phân phối. Và các bạn thấy không, cái micro Sennheiser này Lộc đang cầm nối và đứng sát cái dàn loa này. Mình không có sử dụng cái gì, cái thiết bị chống hú gì hết. Mình nói bình thường, mình đi gắn kết nối vô cái dàn máy của Motivity. Tất cả là đồng bộ hết các bạn ha. Đây, hệ thống máy của Motivity nó có máy riêng của nó luôn, cực kỳ chuyên nghiệp. Đây là dòng chuyên nghiệp rất là cao cấp và công nghệ là của Ý, được sản xuất tại Trung Quốc. Thì các bạn biết ha, những cái loa bây giờ thì tất cả những loa mà nổi tiếng thì công nghệ là của nước ngoài và sản xuất là chính hãng của thương hiệu đó luôn. Nhưng mà xưởng sản xuất đặt tại Trung Quốc nên nó sẽ là made in China các bạn ha. Đây, rất là chuyên nghiệp, các bạn nhìn ha. Chỉ thế này thôi, mixer xuống cái bộ phà này và xuống cái phần rod chia và mình đưa ra ba cái âm ly của cái Motivity luôn, tất cả đều là hãng Motivity hết. Đó. Rồi. Cái dàn loa này Lộc sẽ hứa hẹn các bạn sẽ review kỹ cho nó và sẽ cho các bạn xem thử bên trong nó chứa đựng cái gì. Nó là 2 bass 25 và một trep. Các bạn ha, loa này rất là đẹp. Mình đứng trước cái loa mình đang nói chuyện như thế này, các bạn thấy không? Cường độ rất là to và nó sẽ không có hú, rất là hay. Thì mà các bạn đến với showroom là 161 Chu Văn An, rồi các bạn có thể test thử cặp loa này và hát thử vài bài để xem cái nó như thế nào và các bạn có thể nghe được nó hay ra sao, để mình có một cái đánh giá chất lượng và toàn diện về cái hãng, cái hiệu loa Motivity này. Rồi tức là thì những cái video tiếp theo Lộc sẽ làm về những cái chuỗi hôm nay thì mong các bạn ủng hộ và các bạn cho Lộc một cái comment ở bên dưới để cho Lộc biết là các bạn đang thích những cái sản phẩm nào và những cái dòng loa nào các bạn đang quan tâm, thì Lộc sẽ làm những cái video nói về cái đó. Và mong các bạn cho mình một cái like và share cho những cái video này cho những người khác cùng xem và tương tác với mình bằng cách có thể là liên hệ trực tiếp với công ty hoặc là có thể để lại comment bên dưới. Ok, và tới đây mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye.
Hoa lời Việt, một khổ yêu người. Xin chào mọi người nha.
Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu đôi mình đừng thiết nơi ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mong đẹp mơ ngơ siêu nhau lối đi về. Chiến sư mãi trong lòng, câu yêu thương muôn đời càng thêm lưu luyến một thuở yêu người. Ngày nào tình thơ vòng bên nhau, hương đêm sinh nên tình nồng ấm. Gót chân thật yêu sâu, những tháng ngày thơ ấm, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi câu yêu. Tình chỉ đẹp khi tình còn sang vẹn, tình mất vui khi đã trọn vẹn câu thề. Ôi, xin chào tất cả các em nha. Ngày trước qua trong đau thương mình còn chỉ cho nhau. Nếu mai kia gặp gỡ, xin giữ mong đẹp muôn thuở. Dù có quang ngàn sóng gió, vì giấc mơ này ngàn lần khó phai. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hương đêm xin nguyện tình nồng. Trong tay nhau đèn ngày mai sẽ giữ mãi mãi câu yêu. Xin giữ mong đẹp muôn thuở, dù có qua ngàn sóng gió, vì giấc mơ này ngàn đời.